Hello các bác nhá. Đây là một đám cưới cơ bản ở vùng quê Hà Nội các bạn. Đấy, thì hôm nay em lắp âm thanh ở đây. Các bác có thể xem một cái cấu hình nó cũng rất là cơ bản và quen thuộc. Không gọi là quá to khổng kềnh nhưng mà hiệu quả âm thanh thì rất là tốt. Ở đây sử dụng là hai cặp loa Line Array của DB, dòng D-Ray 112 các bác nhá, và hai chiếc súp PK 218. Trả lại cho em, trả lại cho em, lại là yêu thương còn đọng trên môi, và tình ta đó nguyên đêm chẳng phải. Đấy. Sao rồi? Ở đây thì hôm nay không mang tủ máy để các bác xem này. Rất đơn giản thôi không ạ? Nếu như muốn chơi nhạc cụ thì có thể thêm một cái mixer nữa, ở đây là ngon luôn. Là các bác có thể là chơi mixer với cốt, nhưng ở đây thì là họ chỉ đánh DJ thôi, là các bác có thể dùng luôn vang số được. Đấy, để tiết kiệm chi phí. Một bộ mic 750. Cái dòng mic này phải nói là cái bản plus này các bác nhá, tiếng cực kỳ hay luôn. Nó vẫn giữ được cái sóng rất là tốt của giống mic sự kiện, nhưng mà ngược lại là cái chất âm của nó, cái âm chung của nó tốt hơn khá là nhiều so với cái bản cũ, nên là rất là dễ hát. Các bác có thể là nghe các bác hát ở ngoài đây. Một con vang số S750 Plus, một con main, anh em có thể nhìn là dòng này là khá là lạ đúng không ạ? Busao DB5204D. Hôm qua đánh khoảng tầm 6 tiếng các bác nhá, sờ vẫn mát. Cái dòng này là cực kỳ khỏe, mà nó còn hỗ trợ tính năng DSP nữa, hôm sau em mới lên sóng đấy các bác. Đây, màn hình cảm ứng nhá. Và một con đẩy đánh súp ở đây là con KD2000. Một con đẩy này quạt một đôi súp kép, đánh căng luôn. Đấy. Thì với cái mức đầu tư này thì em rất là hợp lý. Đây để các bác có thể là mang đi sâu từ sống Hà Tây karaoke nhạc. Bạn muốn xem nội dung nào trong số này? Con nghe khoảng tầm 100 triệu luôn, là các bác có một bộ dàn ngon lành hàng nhập khẩu, chứ không tội gì để mua hàng sóng của ai kia cho nó tốn tiền. Nó bảo hiểm suốt đường dài, tóc hình thức đẹp, rất là dễ dàng bê vận chuyển. Súp này bác nào mà mang đi xa nó phải lắp chân ở sau được. Bởi vì chúng ta trở lại Hà Tây tiếp tục mình kia dưa quan viên làm họ họ cần thiết họ cần thiết. Tôi cười mẹ còn vui hơn, các cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, tay tôi đau mẹ đau gấp trăm lần, lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi nhắm con trong phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Ơi, con lớn lên giữa một lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con thắng giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh.